mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì cũng là một cái clip mà anh em Thiên Vũ đi lắp đặt tại nhà khách mọi người ha. Thì mình cũng muốn quay rất là nhiều những cái clip mà khi đi lắp đặt như thế này để mọi người chúng ta cũng có thêm nhiều cái để chúng ta tham khảo cái cấu hình và cũng như không gian nào nó phù hợp với những dòng loa nào, để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn, để khi mà chúng ta có nhu cầu muốn lựa chọn cho mình một cái cấu hình âm thanh thì chúng ta có thể xem qua để chúng ta quyết định lựa chọn cho mình một bộ âm thanh. Thì mình sẽ tổng quan qua cái không gian này một xíu. Thì lúc đầu khi mà anh ghé showroom bên mình thì anh cũng có cho mình xem qua thiết kế 3D và mình nên là tư vấn và lựa chọn dòng loa nào cho phù hợp với cái không gian này. Thì mà khi về bên mình đã xem qua rồi thì mình đã quyết định là lựa chọn cho anh dòng loa Coleman Ray. Thì đây là dòng loa IC38 mà bên mình trước giờ đã lắp rất là nhiều căn rồi mọi người ha. Đối với căn này á, thì bữa đang làm phần thô mọi người, cho nên là bên mình đã đi dây nhựa và đeo loa xong xuôi cả rồi. Và hôm nay thì mình qua để mình tuning rồi là mình setup rồi test âm thanh đấy, và bàn giao cho khách hàng thôi. Thì bây giờ sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ tổng quan qua cái cấu hình này cũng như không gian này để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn mọi người nhé. Ok mọi người, thì đây là loa mà bên mình đã lắp đặt lên. Mọi người thấy có khác những cấu hình khác, có khác những cái đợt lắp đặt khác mà bên mình đã lắp không mọi người? Thì thông thường như các lần khác mình có lắp á, thì mình sẽ sử dụng cái bát zin của loa luôn. Thì đối với cái bát zin á, sẽ từ tường cho đến loa thì nó sẽ cách đâu đó khoảng tầm là 5 xăng. Đối với căn này khi mình lắp như vậy á, thì nhìn nó sẽ hơi bị thô. Cái loa nó sẽ bị nhô ra rất là nhiều, cho nên là nhìn khúc đoạn sau nó sẽ bị hở, cảm giác nó không có được đẹp và không được cái khâu hoàn thiện, nó không được thẩm mỹ mọi người ha. Cho nên đối với căn này thì mình đã sử dụng loại bát âm dương và mình đã cho loa sát vào cái vách tường như thế này luôn để cho nó không có bị vướng và nó được thẩm mỹ hơn mọi người ha. Đó, chứ không phải khi nào chúng ta cũng nên sử dụng bát zin đâu mọi người, nó tùy vào không gian, tùy vào cái nhu cầu để chúng ta làm sao cho nó được hoàn thiện đấy, nó được thẩm mỹ hết mức có thể mọi người nhá. Thì mình sẽ không giới thiệu nhiều về loa nữa, bởi vì thực chất thì đối với dòng này thì trước giờ Thiên Vũ lắp cũng khá là nhiều rồi và được khách hàng đánh giá cũng khá là ổn về chất âm cũng như là về thiết kế, rồi về cái style của nó làm rất là thẩm mỹ, rất là gọn, rất là đẹp mọi người ha. Cái tụ này mọi người này, cái hôm bữa mà mình đang làm phần thô á, thì mình đã kết hợp với bên tụ và mình đã đi âm dây trong đó cả hết rồi. Đấy, mọi người bây giờ mọi người thấy đấy, không hề có lòi một xíu dây nào hết. Đó, nhìn nó rất là gọn gàng mọi người nhá. Đối với căn phòng này thì mình lắp là 4 chiếc loa này. Lý do vì sao? Đó là vì là anh sẽ sử dụng hai khu vực. Khu vực phía sau đây là khu vực để ăn uống này kia, trường hợp có làm tiệc bạn bè này kia thì có thể ăn uống ở phần phía sau này. Cho nên là mình sẽ lắp ở phía sau này một cặp loa và phía trước này cũng có một cặp loa. Đấy, cái tivi này có thể quay được mọi người ha. Đấy, khi nào mà sử dụng không gian phía sau thì quay tivi ra phía sau, còn khi nào sử dụng không gian phía trước thì quay tivi ra phía trước. Ok, mình sẽ qua cái phần đằng trước. Đây cũng là một cái thiết kế rất là thông minh mọi người ha. Đấy, chỉ cần xài một tivi thôi. Và đây là không gian phòng khách của anh. Trường hợp mà ví dụ như là ở phía sau ăn uống, mọi người vui chơi ăn uống rồi, có thể là ra phía sau đây để mà hát karaoke. Đối với hệ thống này thì mình set up là hai cấu hình. Một là cấu hình cho toàn bộ hệ thống loa, một là cấu hình tách loa trước và tắt loa sau, một là cấu hình tắt loa sau và mở loa sau và tắt loa trước. Đó, mình sẽ hơi bị lộn một xíu mọi người đó. Nói chung là mình phải tách riêng ra. Và một cấu hình là có nghĩa là phải là mở chung, bởi vì là đôi khi anh còn nghe nhạc background nữa, cho nên là mình sẽ cấu hình đó là sẽ mở toàn bộ hệ thống loa để cho đôi khi nhà có khách hoặc là đôi khi anh muốn nghe nhạc background trong nhà, anh nghe tất cả không gian đều nghe hết, cho nên là mình phải có một cấu hình là mở toàn bộ hệ thống loa mọi người đó. Thì về cái âm học của cái không gian căn phòng này á, thì mình thấy khá là ổn mọi người. Lúc đầu thì anh có hỏi là làm như thế nào để cho nó giảm bớt đi độ vang, để cho âm thanh khi lắp vào nó được tối ưu hết mức có thể. Thì mình đã chia sẻ đôi chút cho anh để anh nói bên bộ phận thiết kế, họ sẽ thiết kế theo cái nhu cầu âm học mà mình yêu cầu. Vì thế cho nên là căn phòng này ở phía sau đây mọi người ha,
thì anh có sử dụng các cái tấm nị như thế này. Đó, tất cả mặt sau đều là nị, bên trong là bông mọi người ha. Đấy, cho nên là nó không hề có một chút vàng, rất là ít mọi người ha. Nói chung là đối với âm học của gia đình căn phòng này như vậy là mình thấy nó khá là ổn mọi người. Thứ hai nữa là sử dụng các dòng ghế da bông như thế này, nó còn sẽ giảm thiểu đi cái độ vang. Đấy. Rồi là dưới phần nền như thế này anh đặt một tấm thảm rất là lớn. Đó. Giảm thiểu rất là nhiều về cái độ vang của căn phòng. Và riêng trần cũng vậy, anh không có làm liền lạc mà anh làm theo từng ô như thế này để cho nó giảm đi cái độ vang của cái trần nó dội xuống mọi người ha. Riêng kệ phía sau cũng vậy, anh đều gắn những cái rèm và cũng như là nị tiêu âm này kia. Đây, bàn ghế như thế này. Rồi là đây là có sử dụng vại dán tường. Đấy, cũng là giảm thiểu độ vang khá là tốt. Và cũng như là có rèm này kia mọi người ha. Khi mình đến lắp á, thì mình test, mình thấy cái âm học của căn phòng này, của không gian này rất là ổn mọi người. Đó, không có bị vang quá nhiều mà cũng không có bị kiệt tiêu quá nhiều. Nói chung là về âm học không gian này mình đánh giá khá là ổn mọi người ha, mà nó không bị gãy đi cái view của căn phòng. Đấy, mọi người để ý cho mình cái đó. Khi mà chúng ta thiết kế một cái căn phòng, chúng ta xác định là chơi âm thanh, thì chúng ta cũng nên chú ý và quan tâm một xíu đến cái vấn đề âm học. Chúng ta đừng có đôi khi cứ làm đại đại không quan tâm lắm về vấn đề âm học thì lắp âm thanh vào nó sẽ không có được đạt theo như cái mong muốn mà chúng ta yêu cầu đó mọi người ha. Nói chung là xử lý cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà nó sẽ tối ưu hoàn toàn được mọi người. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người nó chờ lâu nữa. Thì bây giờ quan trọng nhất là vấn đề chất lượng âm thanh nó cho ra như thế nào. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ test nhạc để mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử cấu hình này được lắp trong cái không gian này, xem âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào mọi người nhé. Quên mất câu thề, ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã có ca thử và cũng như là test một vài đoạn nhạc. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Khi mình nghe thực tế ở đây thì mình sẽ đánh giá tổng quan qua một xíu. Đối với không gian này, lắp cái cấu hình như thế này thì mình thấy âm thanh nó cho ra rất là tốt mọi người. Hồi nãy mình quên có nói, lúc đầu anh vào anh chưa có biết là dùng loa gì hết. Đấy. Và mình sợ là đưa những cái dòng loa 3 tức lớn vào đây á, hoặc 2 tức rưỡi lớn vào đây á, thì nó sẽ gãy đi cái view. Đó, cho nên mình đã quyết định là lựa chọn cho anh là cái dòng loa Colum như thế này. Đó, nhìn rất là ok và âm thanh nó cho ra cũng khá là ổn mọi người ha. Mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận rồi mọi người có thể cho mình đôi đánh giá mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình like, share, subscribe. Bye mọi người ha.